Xin chào các bạn. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là tượng ông Trần Hưng Đạo. Ba bức tượng này nằm ngay trung tâm thành phố Phan Thiết, gần ngay cầu Trần Hưng Đạo mang tên ông. Cầu Trần Hưng Đạo bắc ngang qua sông Cà Ti, thành phố Phan Thiết. Đây là sông Cà Ti. Buổi trưa thủy triều nó lên, trưa thủy triều nó lên, nước nó rất là trong xanh. Còn bên kia là cầu Trần Hưng Đạo. Giờ này buổi trưa cho nên nó rất là vắng người. Giờ này thủy triều nó lên. Cái hướng mình đang đi là dọc bờ sông. Nhìn phía bên kia là cầu treo Lê Hồng Phong. Phía bên kia bờ sông là một khu trung tâm thương mại nằm phía nam thành phố. Sông Cà Ti này là chia cắt thành phố ra hai bên. Phía nam sông là khu thương mại. Phía bắc sông là thuộc về chính trị và hành chính, khu dân cư. Thì sông Cà Ti này gắn liền với ngư dân thành phố Phan Thiết từ bao đời rất là xa xưa. Hiện tại bây giờ thì mình đang đứng bên hông cầu Trần Hưng Đạo hướng phía bắc, nhìn bên kia là hướng phía nam. Giờ này là các ghe thuyền nhỏ đã cập bến, neo đậu ở dọc hai bên bờ sông. Đây là ngã ba đường Phạm Văn Đồng. Đường này đi xuống khu bờ kè, khu nổi tiếng là khu ăn uống, gồm nhiều các quán nhậu. Mình phóng tầm mắt vào bên kia là cảng Phan Thiết, còn ngay cửa biển, ngay cửa sông thuyền bè hay ra vào tấp nập để cập cảng vận chuyển cá, tôm, hải sản. Những chiếc thúng của ngư dân sơn màu đỏ rất đẹp. Xa xa thì có một số ngư dân người ta đi thúng vô, giờ này người ta cũng đang gỡ lưới. Nhiều người thì gỡ tôm, cua, ghẹ, mực, rồi vài ba con cá đủ loại, cá sông có, cá biển có. Đây anh kia đang gỡ lưới thúng. Đây các bạn nhìn phía bên kia là cảng cá Phan Thiết. Giờ này buổi trưa thì nó vắng rồi, buổi sáng thì tấp nập rồi. Cảng cá Phan Thiết là đang hình thành dự án là cảng du lịch lớn của tỉnh Bình Thuận mình. Nhìn xa xa bên kia là ngay cái cửa sông đi ra ngoài biển. Vào mùa mưa thì nước sông rất là đục, tại vì nước mưa ở trên thượng nguồn nên nó đổ về. Còn cái mùa này á, khi mà thủy triều nó lên á, nước rất là trong xanh. Đôi lúc thì người ta cũng lấy lưới, lấy bột, với lại thì người ta câu cá đối, ta thả xuống là dưới cá đối rất là nhiều.